Tấn Khoa và Hà Hương kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn số phát sóng ngày 28 tháng 6 năm 2022. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2022, xin kính chúc các gia đình mãi hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an. Thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Theo dòng sự kiện để cùng điểm qua những tin tức nổi bật đáng chú ý của các cấp công đoàn thành phố trong tuần qua. Sáng ngày 26 tháng 6, nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2022, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình đoàn viên hạnh phúc tiêu biểu năm 2022 với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được giao lưu với gia đình chị Trần Bùi Ngọc Thúy, đoàn viên công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Thêu Vĩnh Dương và gia đình chị Lê Thị Tuyến, đoàn viên công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Gia An để chia sẻ về cách tổ chức những bữa cơm gia đình ấm áp, bí quyết nuôi dạy con cái. Em cũng quan niệm rằng vợ chồng thì phải tôn trọng lẫn nhau dựa trên tinh thần là hạnh phúc tự nguyện. Nuôi dạy con cái thì bố mẹ luôn luôn tôn trọng ý kiến của con, hoặc là vợ chồng phải tôn trọng nhau. Thì dựa theo tinh thần đó thì nếu mà trong cuộc sống của mình ai sai thì người đó sửa. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú tuyên dương 89 gia đình đoàn viên công đoàn hạnh phúc tiêu biểu năm 2022 và trao giải hội thi tìm hiểu kiến thức về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tối 20 tháng 6, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn thành phố tổ chức khai mạc đợt 1 trại hè Thanh Đa lần thứ 43 năm 2022. Đến tham dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 400 em trại sinh. Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 với 6 tiểu trại an toàn, năng động, vui khỏe, đoàn kết, tự tin và chiến thắng. Đợt trại thứ nhất của trại hè thu hút hơn 400 con đoàn viên công đoàn người lao động từ 10 đến 15 tuổi đã có thành tích xuất sắc trong học tập, là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ trong năm học 2021-2022. Tham gia trại hè, các trại sinh sẽ được trải nghiệm các sân chơi khoa học vui, chuyên đề kỹ năng thực hành xã hội, phát triển bản thân, vui chơi giải trí tại đầm sen nước, cùng rèn luyện tác phong tự lập, giao lưu, đoàn kết với bạn bè trong các tiểu trại, cùng nhau vượt qua thử thách trong trò chơi lớn, và đặc biệt là chương trình hóa trang đêm lửa trại, đêm của tình bạn. Với yêu cầu sáng tạo, vui tươi, bổ ích, an toàn, trại hè Thanh Đa là nơi mà các em có những ngày hè thật sôi động, bổ ích. Các em sẽ có điều kiện giao lưu và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Dự kiến trại hè Thanh Đa lần thứ 43 sẽ chia thành 8 đợt, diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7, thu hút hơn 3.200 trại sinh tham gia. Sáng 17 tháng 6, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017-2022 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất thực hiện 12 nội dung xoay quanh việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, trang bị kỹ năng sống cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng tôi cũng quan tâm tiếp tục chăm lo cho con em người lao động, đặc biệt là số trẻ em mà bị ảnh hưởng bởi Covid, cho các em có được một cái điều kiện an toàn trong cái công tác chăm sóc cũng như là cái việc mà các em được đến trường. Chúng tôi tập trung cho cái công tác tuyên truyền về các cái chế độ chính sách, những cái chủ trương, về những cái quy định của pháp luật để nữ công nhân cũng như là người công nhân ở các cái khu nhà trọ nắm và hiểu biết để có khả năng tự bảo vệ mình. Đẩy mạnh các nội dung, các cái phong trào thi đua vào các cơ quan, đơn vị gắn với cái việc mà thực hiện phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, triển khai cái phong trào thi đua của phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, đó là đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và xây dựng gia đình hạnh phúc, để phong trào được triển khai một cách sâu rộng và nó gắn với các cái nội dung, các cái phong trào thi đua trong hệ thống công đoàn.
Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã khen thưởng 39 tập thể thực hiện tốt chương trình phối hợp theo chỉ đạo của hai đơn vị. Sáng 15 tháng 6, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua mùa xuân và phát động phong trào bàn tay vàng năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đa số doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn phải tạm ngưng sản xuất. Một số doanh nghiệp phải tập trung cho mục tiêu khôi phục sản xuất, tìm các đơn hàng, tìm đầu ra, thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức đã trở thành hoạt động mang tính thường xuyên thiết thực, nên các cấp công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị ngay từ cuối năm và thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, kết quả đạt tỷ lệ 100%. Đối với công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, cơ quan doanh nghiệp nhà nước xây dựng quy chế dân chủ cơ sở và được cụ thể hóa thành các quy chế nội bộ như quy chế trả lương, trả thưởng, quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, quy chế đào tạo lại, công khai tài chính. Cụ thể có 8.978 công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc định kỳ, đạt tỷ lệ 50%. Có 9.581 công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể. Tại hội nghị, đại diện Liên đoàn Lao động các quận chia sẻ những khó khăn vướng mắc gặp phải và đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Đô, trưởng ban chính sách pháp luật, ghi nhận các ý kiến và hứa hẹn sẽ phản ánh để kịp thời giải quyết. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động phong trào bàn tay vàng năm 2022 và tặng bằng khen cho 35 tập thể có thành tích cao trong phong trào mùa xuân. Thưa quý vị, vừa qua Liên đoàn Lao động quận 3 tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 và tuyên dương gương người tốt việc tốt. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022, đoàn viên công đoàn và người lao động quận 3 không ngừng phát huy trí tuệ, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với tinh thần, mỗi đoàn viên công đoàn là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Công đoàn quận luôn sát cánh với đoàn viên người lao động khó khăn trong cơn đại dịch COVID-19, với tổng số tiền chăm lo đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên 5 tỷ đồng. Trong suốt cái thời gian mà chỉ thị 16 và bản thân tôi tham gia cũng như vận động toàn thể cán bộ công nhân viên của nhà trường tham gia các hoạt động này và được Liên đoàn Lao động thành phố ghi nhận về cái công tác chống dịch, bản thân và tập thể đều được khen thưởng về hoàn thành xuất sắc công tác chống dịch của thành phố năm 2021. Ngoài ra với cái vai trò thủ trưởng một đơn vị thì tôi luôn vận động anh em việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí bằng những cái hình thức rất là nhỏ, chẳng hạn như là tiết kiệm từ những cái vật mẫu giấy, những đồ dùng, vật liệu phế thải, thải bỏ để làm những đồ chơi tận dụng lại cho các cháu. Trong cái năm qua thì mình đã ứng dụng cái mô hình sáng tạo của mình tại cơ quan đơn vị, đó là sử dụng cái công nghệ thông tin và giáo án điện tử trong giảng dạy để giúp các em học sinh học online ở nhà. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 3 tuyên dương 4 tập thể, 29 cá nhân thực hiện tốt, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 26 gương người tốt việc tốt, 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 2 cá nhân tiêu biểu chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, 1 tập thể thành tích xuất sắc tổ chức hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022. Vừa qua, Công đoàn ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, khen thưởng chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 giai đoạn 1. Thời gian qua, các công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể từng đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05, lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn từng đơn vị, tuyên truyền tấm gương đạo đức của Bác, những tấm gương điển hình tiêu biểu lực lượng y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong dịch COVID-19 vừa qua, học tập và tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã nâng lên một tầm cho nhân viên y tế, đó là trong công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, trong cái học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vừa qua, chúng tôi cũng đã quán triệt cho nhân viên y tế tham gia 1 triệu sáng kiến cải tiến của tổng liên đoàn và cũng đã vượt chỉ tiêu trong giai đoạn 1 và trong giai đoạn 2. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để vượt chỉ tiêu để chào mừng đại hội công đoàn các cấp.
Dịp này, Công đoàn ngành y tế thành phố đã khen thưởng 91 tập thể và cá nhân thực hiện tốt chỉ thị 05, vinh danh 87 gương người tốt việc tốt, sơ kết khen thưởng 132 tập thể và cá nhân đạt thành tích nổi bật thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 giai đoạn 1. Toàn ngành nỗ lực hoàn thành sớm quy định với 1.425 sáng kiến từ các công đoàn cơ sở được cập nhật vào website Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vượt chỉ tiêu 386 sáng kiến, đạt tỷ lệ 137%. Ngày 19 tháng 6, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuyến đi về nguồn tại Rừng Sác, huyện Cần Giờ dành cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tiêu biểu. Đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sác, được nghe và được chia sẻ về những chiến công oanh liệt của các chiến sĩ đặc công nơi đây. Công đoàn khu cũng tổng kết ghi nhận nhiều cái mô hình, giải pháp hay trong việc học tập, làm theo Tổ chức Minh, góp phần vào cái xây dựng cái đời sống văn hóa công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Và hôm nay thì công đoàn khu tổ chức sơ kết là tuyên dương 67 cái tập thể có những cái mô hình giải pháp làm tốt trong khu và 121 cá nhân điển hình xuất sắc. Với những kết quả này thì những năm sau thì sẽ có nhiều cái tập thể cũng như là cá nhân xuất sắc hơn để chúng ta ghi nhận, và chúng ta sẽ tổ chức những cái đợt nhiệm vụ này để nâng cao thêm cái giá trị cũng như là cái tinh thần học tập theo chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị. Dịp này, Công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương 67 tập thể và 121 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022 bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, thi đua sản xuất, tăng năng suất lao động tại đơn vị. Ngày 18 tháng 6 vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Thời gian qua, thực hiện nghị quyết số 7C của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn giữa ca, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thương lượng đề xuất với chủ sử dụng lao động từng bước nâng dần chất lượng bữa ăn giữa ca, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng để người lao động tái sản xuất sức lao động, cải thiện sức khỏe. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện giá trị bữa ăn ca bằng hoặc cao hơn mức 15.000 đồng. Số người lao động được thụ hưởng bữa ăn ca ngày càng được mở rộng. Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe 10 ý kiến thảo luận chia sẻ về công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động tại công ty, những giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động. Qua cái buổi hội nghị ngày hôm nay thì có rất là nhiều ý kiến phát biểu từ phía người sử dụng lao động và chủ tịch công đoàn cơ sở, và có cái những ý kiến rất là hay. Thứ nhất là về cái khẩu vị vùng miền, cái thứ hai là cái làm như thế nào để chủ tịch công đoàn cơ sở phát huy được cái vai trò thương lượng ký kết để đưa cái bữa ăn giữa ca đưa vào thực chất đối với người lao động, thực hiện tốt cái nghị quyết 7C. Từ các ý kiến của các đại biểu tham dự tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thành Đô, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức cần phối hợp các phòng ban chức năng tăng cường công tác tuyên truyền thông tin về bữa ăn ca đối với người lao động và người sử dụng lao động, rà soát thống kê lại thực trạng bữa ăn ca, phát huy vai trò giám sát của tổ chức công đoàn đối với các doanh nghiệp về bữa ăn ca của người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tuyên dương 33 cá nhân tiêu biểu trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2021, 12 cá nhân trong chương trình 75.000 sáng kiến năm 2022, 88 gương trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2022. Sáng 18 tháng 6, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đội Cảnh sát giao thông và Head Honda Phát Tiến tổ chức ngày hội an toàn giao thông chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập. Đến dự có đồng chí Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Cao Hồng Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh. Ngày hội diễn ra với nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích như tuyên truyền luật giao thông đường bộ, tham gia thi lý thuyết và thực hành lái xe an toàn, giúp cho cán bộ, hội viên, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động quận Bình Thạnh nắm vững các kiến thức về an toàn giao thông. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành việc đậu xe đúng làn đường quy định, tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, ứng xử văn minh nơi công cộng, thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy đã trở thành thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông. Mong truyền tải đến mọi người an toàn giao thông và thông qua đó tuyên truyền một số kỹ năng lái xe an toàn,
mục đích để cho mọi người tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Đồng thời thông qua đó cũng muốn truyền tải đến cho mọi người tham gia trong ngày hội các cái biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, cũng như là nếu tai nạn giao thông xảy ra thì chúng ta phải thực hiện một số biện pháp cấp bách như là giữ nguyên hiện trường, trình báo cơ quan chức năng, đồng thời là có những kiến thức cơ bản cấp cứu người bị nạn nhằm kéo giảm cái thiệt hại gây ra. Tại ngày hội, ban tổ chức đã tặng quà gồm mũ bảo hiểm và thay nhớt miễn phí cho 250 đoàn viên, hội viên, người lao động với tổng kinh phí ước tính là 82,5 triệu đồng. Những tin tức nổi bật đáng chú ý của các cấp công đoàn thành phố trong tuần qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn phát sóng lúc 7 giờ 40 phút thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.